xong rồi. Vô đây. Bà chủ đó. Sao gì nhất rồi. Rau đắng. Quay chưa kinh cá kìa, nó ngon rau rồi. Nó hay quay đó. Nhiều người kia ở bánh canh cá lóc sẽ có cục xương đây hầm nên lúc mới có cục xương cục thịt ngon với mồ xương đôi lúc mua có thịt đấy rồi không chịu. Rồi quay YouTube cho thêm miếng cá nha. Thấy YouTube rồi bỏ cá gì.
bữa cơm của bà chủ quán. Có miếng thịt à? Miếng thịt. Mắm thì ngon lắm nè. Mắm ướp. Nói đời không nên nè. Ngon.